là Đạm với Phú này. Cảm ơn anh em đến đón nhá. Hai thằng là ngồi. Mời anh em đi lỗ, đi lỗ. Dạ, bye bye anh Đạm. Em cũng tại bên trong với tao bên trong rất là lâu nha mọi người. Thầy nói về chị ơi. Rồi. Ok bây giờ anh em lên đường. Dạ. Lên trên này hả? Đầu cái này đi. Dạ dạ. Hai ba chim rồi. Ủa, nãy giờ bắn anh. Trời ơi. Cứng cứng nhồi luôn. Sao giờ đi đâu giờ đi bắn là đi dân cả dạ 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 dưới đây. Làm khúc về đây. Bên đây khúc nữa nè. Hai khúc đây nè. Tụi ba gan luôn. Con một ở đây luôn. Con này nè mới giữ nè. Còn một. Wow wow wow. Con vào đây đâu? Chết. Đúng rồi hả? Uống nước cho cái gì vậy? Cái con ngoài đây nè. Trời, để bao lâu lên xe đây. Anh lên kia kia đi em kia này. Cái chiếc ga không có nón. Không có nón nè. Lấy cái nón kết rồi mà. Sáng anh em là những Peter chưa tới là các anh em đã đi bắn rồi này. Cú cườm không? Cú. Cú. Hai con này chắc ngủ chung. Cú cườm dưới đây nhiều ghê ha. Cườm có kinh điển luôn á. Cú cườm như bồ câu trời. Trời ơi. Ông bắn quá trời luôn. Cao thủ hội tụ. Cú cườm không à? Cú cườm không à? Ôi, cú cườm không à? Có không nữa à? Một kiến đúng luôn quá trời luôn rồi. Đây anh em đang nhóm lửa nè các bạn. Đổi không dữ. Quay 1 2 3 4 5 6 7 con cua cườm. 8 con. 8 con cua cườm các bạn. Dưới đây cườm nhiều dữ anh Phúc. Ừ nhiều lắm. Cườm ghê. Toàn cườm không à? Sáng về chưa đếm lên cho mấy bạn nghe. Rồi. Cái gom chung nó chụp không? Phụ nhau lông đi. Ê, thành quả của anh em là người lông con nhổ lông nha. Chứ đậu chứ quê Phú là cu đây. Cho bạn biết về đây là cu là cu không à. Không có chim hả? Không có chim, toàn là cu không. Mập không con? Chạm luôn. Không, em hết hồn luôn mà như bồ câu á. Trời ơi. Yeah. Nhiều lắm. Sáng sớm giờ này nó đi ăn với lại đậu trên cây chứ. Yeah. Thôi bây giờ mấy anh em xin nhổ lông nha. Nó dặn khừ luôn, bốn ông đứng lại. Bốn ông đứng lại nhìn nó mà nó chả bay. Không, nó đây, đây không đây, bắn là cái gì đó. Anh em dạ, mấy viên bạc bạc mà không. Trời ơi. Không bay luôn. Em lấy ná của anh Đảo em bắn đường con cho chảo. Lọc xong bảo sao mấy ông ấy đi lâu. Cú này không nè. Đâu là nắng á. Đã ghê á. Em gặp đâu bắn không? Đây hai con nè, hai anh em đậu lại bắn chơi nè. Chết không? Con ở dưới sông con nha, hai con lụm cò kìa, nó lan cò để cây rồi lụm kìa. Thôi á, thôi. Lụm cò liền vậy hả? Hồi nãy nó bảo cò ra để trên cây. Thật mà anh Cường. Em nói là con cò mấy trên cây cho nó. Ai má ăn cây lên lấy rồi hả? Lấy nha con. Đá thủ của chúng ta nha, Đảm Nguyễn nha. Nó kêu với mình là nó đi lụm à, nó lấy con cò nó để trên cây mà ai dè ra nó bắn các bạn. Ai để quên trên cây đó. Ai để quên chứ. Con cò này rất đẹp anh Cường. Ok đẹp quá đẹp. Hay đấy. Đổi lông đổi đấy. Màu lông cổ rồi. Nói ra lụm cò là ra lụm cò. Ghê ghê. Ghê ghê. Wow wow con cò này nè. Trời ngoài đầu bắp con nữa kìa. Có con đáp cái đầu bắp đó nè. Đó, ai để quên ngoài nữa anh? Hôm nay có tất cả bốn anh em mình đây. Cuộn máy ra lụm vô. Anh Cường. Chào mọi người. Hôm bữa có hứa với anh em là lúc bữa nay là mấy anh em ở ấp ở tại An Giang mọi người. Này. Còn anh Cường, Peter, Bổng Phú. Con này nó cũng lù nè. Thiệt con nó em cầm lên hết hồn luôn á. Mập. Mấy anh em đang cu đây hả? Kinh kỹ đầu cỡ 4 mét 5 mét à. Yeah. Nó không có sợ mình. Yeah. Ủa con này nó bự kinh luôn á. Ờ lông nó con mới đi mới mọi. Có tay rồi không để con nó không. Để lòng cái đi rồi muốn sao mà ai phụ trách đi chặt cái cây đâu ta không có đem dao quá. Có đem một dao. Có không? Này dao chi? Chặt lấy nhánh tre. Dao đấy mà chặt nhánh tre. Có đem dao theo không? Có ai đem dao theo không? Dao hồi xưa người ta đâu có dao đâu, ta lấy đá.
em hồi xưa em lấy găng cắn đấy, mình cắn đi mọi người không em uống không thu chim lột đồ chưa có một vụ lột đồ đây em đang thui các bạn thui lâu con này nó có khoảng 300 gram 300 gram cò bự ha cò bự mà bắn mấy cò trắng bự không muốn bằng cò trắng luôn rồi bự hơn cò trắng luôn okay. Mà hình như cái này nó có nhiều dòng á có cái con nhỏ xíu à giống như người ta ấy. Ừ. Người bự bự con người nhỏ con giống sao cũng như mình em thấy có con nhỏ xíu mà con bự bành kia luôn có lửa cái khô để cái kêu này là cái kêu mới nha đây các bạn này là kinh nghiệm khi mà đi muốn thui nha đỡ nóng tay này rất là tuyệt vời nha quá em hắn dữ ta đẹp luôn nên em chạy lấy chuối sẵn rồi nè em Google anh đâu bếp làm gì anh đâu bếp đang làm mấy món dân giả cho anh mình ngồi dân giả luôn anh làm gì anh có buồn không buồn hả gì làm mình gì anh có buồn không tôi ăn nhiều nhất á đây có tai heo nữa nè các bạn tai heo ai bắn con heo mà lấy hai lỗ tai không con heo bắn heo mà lấy hai lỗ tai trong thả con heo rồi lấy hai tai à quá trời rồi quay ôi ơi trời đỉnh cao chưa hồi nãy anh mới nhìn cây nhỏ thôi cây bự anh quên nhìn rồi nha bây giờ lột xác nữa các bạn con này là ôi, nó lột xác chưa nè một phát hiện kinh điển con ve sầu mà mới lột người ta bắt là ăn được đúng không nướng còn cái con cái này tầm cái tầm nào đây nó lột xong nó thành chắc đây này. Là mấy cái lỗ nó chui lên đấy hả đúng rồi nó chui thì nước đưa vô nước là nó nè đưa vô nước đó bây tao nướng luôn nướng nhanh phú quốc kìa mới lột tối đúng rồi đó. Anh Cường ăn này hả khô ve à đặc sản An Giang chú chả biết gì cả ăn mà nhà ngay trang con dê trâu một cái ha bây giờ đi nướng ve ăn nữa bạn không biết xỏ bằng cái đường nào ấy dạ gãy cái đường nào mà có cái lỗ á lại xỏ lỗ đít nó thì tội nghiệp đúng không ăn được không nghe bố về đây ăn đâu ăn đâu nướng trên phố thử anh phú thử anh phú là trường sinh bất lão đó ăn cái đó vào nó bị cái bệnh là không xuống được á. Hả? Đây nha các bạn. Công dụng thứ 2 của Vương nha. Thôi. Để cho hết đâm muối nha. Đây là đang test độ bền, công dụng. Quá tốt luôn. Nè các bạn mua ná anh Cường vậy là có công dụng đâm muối nữa nha các bạn. Đây. Giảm mạnh lên nào. Mạnh mẽ lên. Đang nhiệt tình. Cái gì nó phải có qua các giai đoạn thì nó mới phê. Em cứ dồn một mạch thì như thế thì không mà. Là quýt hồng lai vung nha các bạn. Bây giờ là cái tay heo này là cần phải vệ sinh cho nó khỏi hôi. Ok. Đấy, bây giờ dùng trái quýt luôn để vệ sinh thơm. Đầu tư dữ à. Ghê không? Này là cây nhà nó vườn của nhà anh ấy. Chứ mình thì mình đâu có biết cái món này đâu. Cường đầu bếp. Cường đầu bếp. mình rửa xong cái là mình dục đúng không? Mình dục cái này đi. À thì đó em nói dục cái đó. Cái này mà. Đi. Ừ. Trong cái lò nó làm gì hấp dẫn chưa? Lò ướp nạm. Ta về ta tắm ao ta nha. Bên trong dù đục thì vẫn là cái sông. Bên trong dù đục vẫn là cái sông. Cái này là thay cái cỏ. Dẹp cái này ra đi. Đó. Thì
Đây nè, bếp mướn từ ở bản mới về. Anh đầu bếp bản mới về. Còn này này là anh phụ bếp. Tương lai là sẽ là phụ bếp. Anh này là vô là quét là ướp tắt. Đẻ đi đầu bếp ơi, đầu bếp ơi. Rồi, là đầu bếp cực lắm á nghe. Đi anh ra học nghề cơ mà. Cái này là người ta gọi là cần phải có kỹ năng. Cái này có khiếu luôn rồi, kỹ năng có khiếu rồi. Hai con này là đặc biệt ha? Không thì cũng nó là cũng à, bỏ túi đem về hả? À, bỏ ông đem về. Bắt bài luôn. Hiểu hơi sâu sắc quá. À, bây giờ mẫu chưa đẹp đâu, xíu lên bếp cái. Lên bếp mà phải quét thêm quá dữ. Thì anh em mình mới có đầu bếp tuyển về từ Indo nha các bạn. Indo. Indonesia đấy. Cường Nguyễn. Đầu bếp chính của chúng ta nè. Trang trí quá đẹp luôn. Bếp dữ nhất á. Từ trước đến nay á. Từ trước đến nay luôn anh. Có thâm niên trong nghề hả? Cái này xuyên luôn. Tuyệt vời quá anh đầu bếp ơi. Anh em sáng anh em đi bắn nè, ba sâu chim luôn, có cò này, cua cơm này, cua nhí nè. Quên về luôn rồi, dành về luôn rồi, quên ông đầu bếp luôn á, chết luôn á, quên ông đầu bếp là chết luôn á. Rồi ok, chết đi đều quên qua tay hôm cái đang đi luôn. Đùng đùng rồi. Đây là cả ngày hôm nay của mấy anh em tôi nè, không xứng với luôn. Rò này đây. Trong đây đây. Em bây giờ trang bóc luôn nha. Bóc luôn chứ làm gì giờ. Rồi treo cổ con rò nè. Chén đi, chén đi. Chén anh ấy đặt nha. Này uống giống kiểu là nương sơn đấy nha. Thầy chơi giống kiểu nương sơn. Ba bây giờ mà anh em mình cầm cầm chén vô nè. Phải bà đúng chưa? Đâu rồi, anh đồng bếp rồi. Đồng bếp ông dặn về không? Ông ấy dặn thật rồi đây này. Dạ rồi. Vô nè bếp ơi. Rồi mấy anh em cùng đi. Mọi người mọi người nha. 1 2 3 vô. Cảm ơn anh em đón tiếp nha. Cảm ơn các anh em nha. Ờ mấy anh em người nào cũng sao không? Sao mà tụ này ngay chân chỗ này là có duyên nè, có duyên cái chân chỗ này nha. À. Trời ơi đã thiệt chứ. Đã đã anh em ơi. Nãy giờ đang khát nước. Đây nha. Đây đây nè. Vừa nó nướng nóng mà nó ra uống này nữa đó. Đây nè cái chén ông đầu bếp nè. Nhất định tại đừng con đây coi nè thế à, đám có cái đám đặng gà đắng quá trời ơi con châu cảo con gì nhỏ nhỏ nè con nhỏ nhỏ nè con này con cua nhí bánh thì được con bự mà ăn thì được con nhỏ biết rồi nè giòn. Nhiều người thích ăn chim nhỏ lắm nha, chẳng hạn như ngọc bên rồi nè. Ừ mềm trong tâm chắc biết rồi không, không thì chim tơ tơ quá lắm. Anh dạ ngọc bên ngồi đang lên phản cảm chim mà mới chim bự chim nhỏ không phải, với lại ngoài mấy ảnh chim đó không à, có chim bự như anh em mình rồi. Ừ. Tài gì sáng ừ. Trời ơi gì nó ngon nè tài. Ôi nó không ngon mà quên. Ê bữa hôm dạy cách ăn rồi cũng quên nữa, nóng hay mồm. Tôi mới học tối bữa nay. Sáng mua lần nha, ổ sáng nha, thường thường lên cái gì? Đây để tôi làm mẫu cho nè. Cái gì sống đó. Nóng không Phú? Nóng. Nóng cũng được thôi. Dữ rồi. Vừa đứng nóng xong phải có bản cờ lên Phú ơi, tại lên YouTube đó. Ờ, wow, wow, nè, nè, ăn tiền nè. Đây, một bên. Mời bạn. Mời bạn cường nè. Nè chấm anh Phú, chấm anh Phú. Cái này là công nghệ đỉnh cao nha. Công nghệ đỉnh cao lột cái thịt ức nha các bạn. Chấm cái gai, chấm muối ớt cái gai. Công nghệ thuật chứ. Quá đỉnh cao luôn. Rồi ghé luôn Phú ơi. Rồi ăn thử cái gai. Wow, nè tặng cho bạn luôn nè. Dạ. Cảm ơn anh. Ăn thử luôn thiệt nha. Ừ. Nè mời mọi người nha. Vô cái nè, vô cái đi. Quá đó. Chết anh em ơi. Thôi dùng nhẹ được rồi. Mọi người nha. Sao cho ăn mua cùng giấy này. Đây chú mình chơi mình ra được thêm miếng nữa nè. Thôi. Cảm ơn Phú, cảm ơn anh em. Chôm. Tuyệt vời quá. 1, 2, 3, vô. Ông đầu bếp ông vẫn giận. Cảm ơn Long ơi. Long ơi, đừng chạy qua vòng ngoài vậy. Có lưỡi bịch. Có luôn.
chết luôn. Cái này là cổ cò nhưng phải biết ăn. Đúng rồi, cái kiểu ăn cổ cò của anh Cường nè. Mỗi người có chiêu hết á. Cao luôn, cao luôn. Đây 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 đây. Xé ra giống như kiểu mà xé thịt rắn á. Anh tém tém đồ làm dữ. Mấy ông mà cắn là sai đúng không? Rau nha anh em. Rất là cảm ơn anh đầu bếp nha, ngon quá. Mà nói ông vừa giận ông ra ngoài đúng rồi. Trước mấy anh em chỉ xem mấy anh được trên cái YouTube thôi. Chứ không nghĩ là một có một ngày mình sẽ học mặt đã cái này. Mình sẽ có một ngày sự thật phải không? Giống như, phẩm phú đó. Định Phú nè. Ở cái bên đó mà không biết luôn. Chúng lên coi YouTube thấy chạy ngang nè. Nó trong ngoài cho nó. Tôi luôn. Hồi đó đây có mình Phú à, không ai chơi đây. Nó đăng á. Nó Phú trong ngoài cho nó. Xem rất là nhiều. Rồi. Sao tìm tòi chạy xuống dưới. Nhưng mà cỡ lắm anh là nói mừng đó. Dạ dạ sao dạy được. Nó nói dạy không được đâu. Chỉ anh em mình trao đổi vậy. Phú đi cùng mình nè. Xong bữa nay anh em ngồi đây mới chung là có cái này nè. Có cái này của anh đầu bếp. Wow. Con tôm của anh Phú đó. Ông luôn. Quẹt kẹ anh em ơi. Nhưng mà anh có công nhận là ăn muối hạt nó ngon hơn không? Rồi nó đỡ bị mặn hơn. Nó không dính. Cây cồng với cây bị đàn nghe nắng nha. Bắt đầu cái trời nó ấy lại bắt đầu nước trung thân á. Nó ra. Tư nè. Quá tuyệt vời luôn. Mà dao quá. Quá tuyệt vời. Khỏe. Đây đây đây. Quá tỏ. Nước này cái thật quá này cho nè. Chín giờ lắm. Còn sâu này nữa sâu ngoài. Ông ơi. Thôi anh ơi, còn sâu này nữa sâu hoài luôn á. Ồ thơm vậy. Phú Phú dơ dơ cái tay heo lên Phú. Rồi món ruột của anh Phú rồi. Phú ngán cu rồi, phải cái này thôi. Ngán chim cu. Thế nên ngán cu người ta này làm chết à. Nếu làm chết á. Nói ngắn ngắn, nói hay bị nói tắt là nói ngán cu là mệt quá. Đây, lấy gì gấp bà ơi. Tuyệt vời quá anh em ơi. Đi một cái không gian rất lớn. Các bạn thấy là ve kêu á. Ve kêu rất là nhiều. Nhưng mà cái không gian nó rất là thoáng, rất là tuyệt vời. Này là món mới nướng xuống thái luôn này. Quá tuyệt vời. Mấy anh em mua kèm theo để dự phòng lúc qua không có chim. Nói gì nghe kỳ quá anh Phú ơi. Kỳ gì mình tốt vậy đi. Dễ gì quay Phú đảm chim bao la. Mọi người tới đây nha. Tiếp hết. Sáng anh đảm anh bắn con heo anh lấy có hai cái lỗ tai. Hai lỗ tai giật dây. Không có. Tin cắt cái đuôi con heo rồi đó. Cắt cái đuôi mà cắt không được lấy hai cái lỗ tai. Bắn chết con heo mà lấy hai cái lỗ tai. Mình cảnh cáo nó hai cái lỗ tai à. Lấy đổ chi đi gấp gấp à. Chơi sang ha. Ăn heo là bỏ luôn con heo. Đủ chưa? Đủ miếng chưa? Còn canh. Còn canh. Chẳng đá không? Chân, nó dục đâu rồi, nó dứt rồi. Anh Long về em bóc cái em cái bí quyết ớt này anh Long. Anh ơi tuyệt vời quá anh ơi. Tay nó gặp máu còn phới. Dạ. Rồi anh vô đây ạ. À hai con cua nãy bỏ trong chén đây hả? Rồi nói hai con ngói. Hai con đặc biệt nè. Anh phải con ngói lắm bây giờ. Anh phải con ngói. Anh phải con ngói à. Đây là anh đầu bếp tuyệt vời nhất ngày hôm nay các bạn. Nãy giờ là anh em nhậu là uống mấy lon rồi. Bây giờ anh mới được ngồi. Rất là hy sinh vì anh em. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh em nhé. Ngày mai anh em làm cảm ơn tay heo. Nóng quá, nóng quá. Anh Cường thử món tay heo đi. Ve kêu không ạ? Rồi, tổng bên là cánh đồng. Một bên là cánh đồng và một bên là sông nhé. Đây.